cho nhìn xem. Và đây cái tàu lăn từ trái này của chúng mình. Một màn múa lăn cực đỉnh sắp diễn ra. Đấy. Cùng xem anh em chúng mình biểu diễn nhé. Không có sợ không quay được. Thank you.
các em theo như là các bạn một mùa trung thu 2019 vui vẻ và nhận được nhiều quà trung thu. Chúc mừng trung thu. Rồi bạn xin thái thôi.